Chả đi đến nơi còn mốc. Con xe này nó bán phí. Hàn Quốc có này đâu ấy nhỉ? Cốp đây, anh bấm đằng sau. 2019 này không đi đến nơi còn để móc hết cả ghế. Hả? Xem nó để cái nó để cái nó để cái gì trong này. Dạ dạ, vâng. Mùi tinh. 2019 nhập Indo. Chắc để trên này đâu. Đấy, cho các bác xem. Bóng gì? Bồ Tát à? Bồ Tát. Anh xem có cái đồ gì trên xe thì anh bỏ ra, còn cái đồ gym theo xe thì để lại cho em. Xe mà để dưới hầm này thì chả mưa nắng thế nào chị nhỉ? Lùi tí, lùi tí. Lùi nữa đi anh. Ôi. Khoan em mở cửa đã. Rồi. Anh chị em xin phép em về đây. Vâng. Dạ vâng. Em chào anh chị nhá. Dạ. Em biết đường về đúng không? Dạ em biết đường về, em bấm Google cái được ạ. Rồi, em đã đi về đến cửa hàng rồi mọi người nhá. Thì cũng xin nhắc lại với các bác, đây là chiếc xe Toyota Rush 2019 nhập Indonesia 1.5 số tự động. Chính chủ biển Hà Nội, xe chạy có hơn vạn rồi các bác ạ, mới lắm. Thì em mua qua một anh bạn giới thiệu mọi người nhá. Thì bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em mình. Xe thì cũng có mất mấy tháng là anh chủ nhân anh không đi mọi người ạ, nên là nó đang hơi bị mốc này, mọi người có thể nhìn thấy đây. Thì cái này mai em phải cho đi spa, đó là đánh lại tất cả nội thất và xông hơi tất cả xe để khử khuẩn và khử mùi. Thì với chiếc xe này thì sơn zin tuyệt đối 100%, nên là các bác là hoàn toàn là yên tâm về vấn đề chất lượng mọi người nhá. Quá là mới luôn ạ. Biển 88 ạ. 7 chỗ, máy xăng số tự động 1.5 mọi người nhá. Các bác đợi em cho spa một chút lên cho nó tươi hơn mọi người ạ. Xin cảm ơn tất cả các bác.